Quay phim cây của bà tí thế nào cho nó rực rỡ, là thấy quả trứng gà đẹp quá kìa. Cây trứng gà là 20 triệu à? Thế cái mộc này thì thế nào? Có hai cây bằng nhau à? Cái đấy bao tiền? Đường kính 98 à? Cây to nhất đường kính 98 à? 93 một cây, 98 cây này cao 7 mét. Úi giời, quá ghê gớm. Bà có những cái cây mộc khủng lắm. Về giống mộc gì thì thôi tôi không nói vì mình không có chuyên môn, nhưng mà anh em nhìn thì cảm nhận thì biết thôi, nhưng ý là khủng lắm, dã man luôn. Và bán rất là nhiều rồi. Trước đây lúc nào cũng có một ít nhất là một cặp rất khủng ở đây. Và luôn là cặp mới nhé, vì khách mua tôi đối nhiều. Rồi đứng cách xa cả chục mét này để quay không có, nó cao to quá. Như cái sà cừ. Dã man thật. Ước gì được trèo lên cái gốc mà đứng phát. Sau rồi sẽ quay lại cái trứng gà nhé. Nhìn ra đây ra. Thì sờ trèo lại cái gốc, sờ cái gốc cái mới nó mới chuẩn. Mượn ghế của bà. Gãy gái thì bỏ mẹ. 93, cây này 93, cây này bé hơn một tí. Đây. Không trèo lên. Đại loại đây. Cái cây này bé hơn, cây kia to hơn, nhưng cây kia nó ở khuất bên trong. Quá ghê nhỉ. Đang hoa. Tán rất là tròn đầy. Phát thân khoảng độ không biết có được 1,5 m không? 1,2 m, 1,3 m ở đây. Đó là cây này nhá. Kinh thật. Đang đi kiếm cái cây dáng bàn trà để vào cái cổng nhà mình. Cổng nhà mình. Cái này mới kinh này. Đấy, nó vướng rồi này. Không có thì phải trèo vào xem cho các bác xem tận mắt. Cây này là 98, đường kính 98. Cao 7 mét. Tán rất là đều. Cây kia cao 5 m, cây này cao 7 m. Mỗi cây một vẻ đấy. Dã man à. Đấy. Đang, còn tôi thì đang để ý cái trứng gà. Trứng gà. Gần đây thì trứng gà rất là sốt cả nhà, nhất là mấy cái dáng bàn trà nhé. Trứng gà nó có những cái đặc điểm rất là hay, nó rất là hợp với cái cây cảnh quan ấy, cây bàn trà với bóng tán nó sum xuê. Với cái đặc biệt nhất của nó ấy, là nó không có sâu, không có sâu gióm, không có xiếc gì cả. Những cái cây khác là cây nào gần như cũng có sâu hết, nhất là sâu gióm. Những cái cây trứng gà này có hoa có trái, lá rất sum xuê, xanh tốt, nhưng lại không có sâu, không có những cái con sâu gây ngứa gây bệnh ấy. Bởi vì là cái cây cảnh quan mà lại để bàn trà mà có sâu gióm nó rơi vào đầu thì phiền lắm. Riêng cái cây này thì lại không. Thế tải có một cái quả đang chín kìa. Đấy, trứng gà chín nhé. Cây này cũng dáng cũng tương đối là điệu và được vào form tương đối rồi. Bệ rễ cũng được. Cây này chắc cao cỡ khoảng độ 3 m. Mới có được 3 m không? 3 m. Bà bảo là 20 triệu. Đó. Sung à. Mình thì quý bà vững thì mình sẽ quay ủng hộ giúp bà video hôm nay. Sung à. Đấy.
Còn những cái cây bonsai rồi cây hàng chợ dưới này rất là nhiều, từ đắt đến rẻ. Ví dụ như cây mộc kia là 170 triệu bà báo giá. Đó, nhìn nó đây, sừng sững giữa trời. Nhà mình thì to lắm nhưng mà cũng khéo luôn, cây này cũng chẳng vừa, không có chỗ để. Vâng. Đó. Đâu đâu? Đơn à? À, đây, ví dụ cây tùng to to ở trước cửa này thì bao nhiêu tiền cây bà? 50 triệu đường vanh 100. Bao nhiêu? 60 triệu đường vanh dưới 100. 60 triệu gì? Một cây gì? Thế còn cái đôi long này thì bao nhiêu? Cái đôi long này là 30. 30 là cả đôi đấy. Cái kia, cái sung thì 3 triệu. Cái sung 3 triệu. Bà bận lắm. Đôi long 30. Quay sườn nóng chú với lợn à. Ở ngoài phố có những cái điệu dao nó rất là hay, nó thành vần và nó thành một cái ngữ điệu nó rất là lạ. À. Úi xời, cây này dễ nó khủng lắm. Đây, em nhìn này. Được đấy, nhìn cái bệ của nó dã man. Này tháo dây tí nữa là mướt mướt cây đúng chỗ cái là ngon ngay. Đó, một cây rất khủng nha. Cây bên này thì kém hơn xíu. Đang đi kiếm một cây gì đấy, cây tùng La Hán hoặc là cây hồng xiêm hay là cây trứng gà. Dáng thì bàn tràn như cái đã được rồi nhưng mà yêu cầu nó kỹ hơn tí. Hôm trước ở trên mạng thấy một cây đẹp quá, không thể tưởng tượng nổi. Đấy, cây sung này bà vừa bảo bao tiền quên mất rồi. Mấy triệu thôi. 4 triệu hay mấy triệu ấy. Đa màn. Học cái hầu ghê quá. Chỗ này nó còn mọc cái gì đây? Dễ kiểu như mọc dâu này. Cây mộc dã man, cây mộc. Ta xem cây tùng La Hán nhỏ nhỏ xinh xinh này, không nhỏ đâu nhưng mà nó lùn thôi. Đấy. Cũng mới được vào form này, mới được vào form. Đây với có cái vườn mà rất khủng bên kia kìa. Ở chỗ này chỉ có một tí thôi. Còn đằng kia mới ra nhiều. Toàn tùng La Hán siêu khủng. Bà có ba khoảng độ 3-4 cái vườn ở đây kìa. Chỗ này chỉ chỗ cái lều ở cái lối đi thôi. Người ta đi lại nhiều hơn thôi. Trong vườn trong kia nhiều lắm. Đây có một cái trứng gà nữa này. Bên trong này.
Cây này thì dáng của nó trực hơn, gốc kiếc nó to hơn nhưng mà nhìn nó không điệu giống cây kia. Nào, cái này nhìn xa này không biết được, tưởng cây lộc vừng. Trứng gà đấy, sốt nó cũng có lý do mà đúng là nó cũng đẹp thật, chơi trứng gà nó cũng đặc cấp đấy. Quả dáng đẹp, rất nhiều cây ngày xưa chặt đi giờ lại hóa tiếc nuối đấy, ở quê ấy. Toàn những cây quê bây giờ tìm ấy không lại, không tìm thấy được. Ngày xưa tôi nhớ có những cái trứng gà đẹp lắm mà ở quê người ta cứ chặt đi, dáng nó đã đẹp sẵn rồi ấy. Tại vì nhiều khi nó cái quả người ta cũng chẳng thích ăn mấy. Cái thứ hai nó rụng, khi rụng quả xong nó bẩn, nó vàng hết cả gốc. Đấy, thì bây giờ lại muốn tìm lại chả được, hoặc là rất là hiếm. Thì hiếm thì nó mới đắt, có đúng không ạ? Cái gì hiếm, cái gì quý bây giờ lại thành đắt hết. Đẹp rồi, hiếm thì lại càng có giá. Chứ nó nhiều quá thì cũng muốn nó giá nó cao nó cũng khó. Ok, ra thăm bà một chút, vì phía trước mình không đi chợ Vạn Phúc. Xem một số cái cây như vậy để quý các bác cô chú anh chị theo dõi nhé. Xin chào, hẹn lại quý các bác cô chú anh chị dưới video mới tiếp theo. Đi vào trong cái ngách này một tí này, nhìn thấy mấy cái cây khế này. Dã man. Quả này, hình như đây là cái khế chua. Quả của nó dã man. Cây này thì là đang hung vàng chín thì không nói nhé. Nhưng cây kia quả nó rất là lạ nhé. Nhiều mà nó có tím tím quả. Em thấy có thấy nó màu nó khác không? Quả kiểu như da đến chết ấy nhỉ. Quá kinh. Đó, nó có tím. Còn bên này xanh thì không nói rồi. Thôi, cho ông nào ngồi đếm cây này thì cũng hết hơi đấy. Quá nhiều quả. Đậu quả dã man. Đó. Kìa nữa. Bốn cây khế.